Rồi đây 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 đây. Đi 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 hâm mộ quá rồi, cuồng này, rồi. Kiểu này nghe yêu biết được lại ghen. Ghen, ơi ôi. Mi ơi, tôi nó để màn hình nhìn và quả em hay nhanh vậy à? Này. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Ngày hôm nay cuối tuần có vợ chồng Tiệp với Vân qua nhà chơi. Và Mi sẽ nấu món vẫn là món vịt ôm sấu. Cái món này Tiệp rất là thích luôn, cho nên khi nói phát là lão mừng lắm. Và món thứ hai đó nữa là món kho quẹt đấy, nãy giờ đang nấu. Và bây giờ thì sẽ hái ớt đấy, nhân tiện khoe cái ớt đấy. Đây cái ớt của Hùng trồng cả nhà nhé, ở các video trước cả nhà thấy đấy. Bây giờ Hùng chuyển sang Hùng vẫn mang cái ớt này ha. Đấy, bây giờ sẽ hái ớt vào nấu để cho tính mình hái. Đấy, đãi cho đãi cho cả nhà nhé. Đấy, ok chưa, mấy quả trái nữa đi, ba trái. Đấy, hôm nay Tiệp Văn thì vừa qua, hôm nay Hùng vừa chặt vịt luôn, nãy quên quay. Hôm nay tự chặt, tự một mình chặt vịt luôn. Đấy, My thì đang làm món kho quẹt đúng không? Đây kho quẹt đúng không? Vâng. Món kho quẹt này làm như nào em? Tối quá nhỉ. Đây món kho quẹt này là làm như nào? Em mua cái thịt ba chỉ về em thái kiểu hạt lựu, xong rồi em kiểu làm tóp mỡ ấy. Xong rồi phi hành lên cho nó thơm. Xong rồi đổ nước mắm vào. Bỏ đường vào. Rồi gia vị cho tiêu vào. Với lại một ít nước lọc. Xong rồi bỏ cái tóp mỡ mà mình nấy rồi á, bỏ vào. Xong rồi một tí nữa cho nó hấp dẫn đó nha. Nó kiểu này hình như là Tuấn Anh chưa bao giờ ăn luôn cả nhà này. Nó kẹo kẹo lại á, xong rồi mình chấm với rau củ luộc. Rau củ luộc. Lại lần đầu tiên. Còn đây là vịt này. Vịt ông sấu đang vượt gốc xong rồi nha. Đấy, con vịt này khá là to. Nãy Tuấn Anh ngủ cho nên Hùng không muốn thức nó dậy. Hùng đã tự chặt con vịt luôn. Đây, cái muối rồi. Vợ chồng Tiệp Văn đang phụ xuống bếp. Mấy rồi đây á? Đây sẽ chấm rau củ quả luộc lên cả nhà nha. Anh chưa đem ra được. Làm sao được ăn ngoài này? Em cũng không được ăn cái đấy. Chưa biết cả cái đấy rồi. Chưa biết kho quẹt. Mới mới lần đầu tiên em nghe ai mà kiếm mà cơm cháy. Cơm cháy chấm kho quẹt thì ngon thôi rồi. Nhưng ngoài này hầu như không thấy ai nấu luôn ấy. Cơm này chưa bao giờ được ăn luôn. Thì tí nữa mình nấu cơm cháy này ăn. Kho quẹt là mình làm sẵn cơm ấn nhiều lần và cho nó cháy. Nhưng mà cái nồi này không ấn được cơm chị ạ. Vào chảo. Đây cái nồi này không ấn được cơm. Bây giờ không, bây giờ cho vào cái bếp, cho vào cái xoong mà kiểu như là xoong xoong đun bình thường ấy. Không được, cho cái chảo lắm được. Cho vào chảo cái gì chảo? Đang bảo là để cho cơm nó cháy. Phải cho vào cái chảo. Ngày hôm nay dã con vịt dã đông xong chặt tay, chặt con vịt bỏ hết tay. Dùng bao nhiêu lần nó hơi mềm mềm, cứ kiểu là cứ nhắm này 1 2 3 giờ hai tay bao nhiêu lần công được dồn vào con gà. Nói chung là sau 1 2 lần chặt gà chặt vịt thì gọi là mình làm nhanh hơn rồi. Anh có bỏ cái rau câu đó ra không á? Anh sẽ cho vào ăn hết. Tối nay tí nữa tối nay sẽ ăn rau câu yên tâm. Nhưng mà cái rau câu anh có cắt cái nhọn nhọn ra không? Cái nhọn nhọn ở đít nói. Mẹ nhà em cắt rồi, nhà em cắt hết rồi. Người ta làm sạch sẽ lắm cô ạ. Tí chỉ việc ăn thôi mà. Là có cà rốt với lại lơ với lạc lè. Cà rốt với lơ này, cà rốt này. Xong đấy. Xong đấy. Vấn. Không sao, cái này là mình tận dụng luôn. Thì tí nữa cái này ăn sống rồi nè. Đùa ấy luộc lên chấm. Đúng không? Cái này ăn sống mới ngon. Anh Tiệp toàn ăn sống luôn. Cái này hơi bị ngon luôn các bạn ạ. Em chưa ăn bao giờ. Làm sao mà bạn được ăn được? Cô bà tôi thịt của cháu thôi. Ngon vãi trưởng luôn các cháu ạ. Bà My về lâu hả? Vui, đã xong.
quả ớt hồi nãy hái ở ngoài nè. Đây. Giờ mình bỏ vào. Bé xíu à. Mọi người ăn cay được đúng không? Được ạ. Ớt này ăn uy tín à. Uy tín luôn. Em cũng có mấy anh nhầm. Thế chị, hôm nào em mang sang bớt cho chị. Uy tín luôn. Em trẻ ở nhà bà ngoại một túi tao đồng ý ớt. Nhưng mà ớt bé xíu xíu ấy. Thế à? Ớt bé xíu đó thì cay rồi. Kệ. Ớt chỉ viên. Không, nó chỉ bé bằng cái đầu ngón tay như này không? Đấy này, như này. Đấy, giống như này không chị? Để em nôi cho. Đâu? Đây. Ừ, đấy. Không, nó vẫn to hơn đây một tí. Mới hái ở ngoài ban công kìa. Xong tí nữa cứ thế này chấm luôn hả chị? Ờ, cứ thế này mà chấm thôi. Cái gì trời ơi, hồi trưa ở quê trưa nắng đi xong rồi đi mới với mấy đứa em. Trứng cá anh Tiệp mang sang à? Ừ, hôm qua đi hái được nhiều lắm. Quả tuổi thơ đấy. Em cũng tuổi thơ mà. Nhưng mà nhiều người không nghe em hả? Có người còn không biết quả này là quả gì nữa cơ. Đúng rồi. Ngon ha. Nhưng mà cái này nó ngọt á, ngọt đó. Có phải ngọt mà. Rồi. Biết hai người không thích ăn hành nên cho đi ăn hành ý. Không biết ăn nhiều. Ủa, hấp dẫn. Hấp dẫn à? Hồi xưa không biết nấu ăn đi lên đi xuống, nhưng mà dạo này nấu ăn đi lên đi xuống, em còn nhớ nhỉ. Cái gì mà đi lên đi xuống? Hồi xưa ở lúc chị mới ra. Mới ra chỗ anh Tiệp với anh Hùng à. Xong rồi không biết nấu ăn, không biết làm gì hết á. Không biết làm gì, kiểu nhà chán quá. Ừ. Thì thoảng lại xong, thấy ngồi lên. Lên xong rồi thấy mấy anh chơi game la hết rồi, tao lại mò xuống. Có mọi người đang ngủ. Em đi chín. Em đi đếm à? Để tao đếm lại cho. Không sao đâu. 12 quả, thằng này lại đếm ngủ tiếp hết rồi. Đâu, 3 quả trước rồi, 3 quả sẵn rồi. Ở ngoài 3 quả, nó lấy 9 quả. Thằng này lại mê số 9 nữa rồi, giống như... Tại vì số 9 là ngày sinh của em mà. Thanh niên trà nữa rồi đấy. Lúc nào số 9, số 9 ấy. Thì số 9 là ngày sinh của em. Nhắn gì vậy? Thôi. Hết rồi mà. Dẹp đi tóc luôn đi, tóc cái tóc để nó dính dầu mỡ. Đi làm gì đây? Nấu canh, cà chua. Chứ, việc con chưa phải thịt không nấu có nhiều nước để mình chan đâu. Hay là như nào? Thịt ơn xấu á. Chị nấu, chị hầm lâu lắm, chị để cho nước nó còn sệt sệt ấy. Chứ không phải, chứ không phải là để cũng măng vịt, măng vịt thì mới còn nước chứ. Đấy, em vừa chạy xuống mua nọ sa tế nên hơi ít sa tế nên nó không được cay lắm. Ăn cái này nó cay, cho nó đỡ tâm một chút. Thôi là nó ngon. Cay cay thôi, không cay lắm. Đây. Sặc mùi luôn. Hai chả hết dịch chả nhỉ. Ừ. Giờ Sài Gòn nó từ lên đất hết. Ở bên ngoài này đang triển lãm cây cảnh. Đấy, bây giờ người ta dùng bằng lan đột biến. Các cái cây đột biến bây giờ cùng chơi cây ớt đột biến. Ngày nào cũng chăm chút cho nó. Qua nhà mới nhưng mà vẫn không quên cây ớt về, bảo em phải mang cây ớt. Anh Thắng bảo mang mấy cái cây kia nó về nó đi, bảo không. Em chỉ yêu quý cây ớt này. Cây ớt này là Hùng mang ở quê ra cả nhà. Đặt kia Hùng về thế là thấy cây ớt này có phát triển, ớt chỉ thiên ấy. Rất là cay luôn cho nên Hùng đem hai cây ra trồng. Ôi em chẳng biết thế nào thế, em hàng lâu vãi chưởng luôn. Hơi chỉ thiếu một cái gì đó. Mắt. Em nhìn kiểu mọi người bắn nhanh ấy. Nhìn kiểu ham cục như bọn em. Nhìn bắn rồi. Em bắn đâu? Ôi. Ôi trời ơi. Em gọi gì chứ? Sứa. Quà sinh nhật đâu? Đâu đi ăn sinh nhật về mà không đi ăn sinh nhật về. Đi ăn sinh nhật về. Đâu đi về không? Đâu không? Không chị ạ. Mẹ.
gì đấy? Xem này. Đi. Không theo ai cái này. Bây giờ quét nó con nói gì không? Bây giờ quét nó con nói cái gì không? Nói gì nói gì? Tưởng là giống như mã âm thanh ấy. Đây anh này. Đây này. Đây là nhịp tim à? Ừ, nhịp tim đấy. Bà Yến đâu rồi? Yến lên phòng bà thôi. Em xăm cái gì đấy? Xin không phải. Đố anh đấy. Cái này là cái gì? Đố à, anh biết rồi. Anh không biết gì hết, con run. Không quần áo. Đúng rồi. Ơ chị Vy này. Tại sao chị lại nói con đang đố anh gì thế mà? Cung hoàng đảo á. Đố anh cung gì đây? Sao em biết bảo bình ạ? Không, bảo bình không phải. Bảo bình là ba vạch và vạch như cô. Ui đấy, không biết. Em lưu giải là con cua. Anh là thường giải. Vậy bảo bình nó có hai. Anh hùng gì bảo bình nó có hai cái tượng gì hình tượng là một là mình quéo quéo như này, hai là người đổ nước. Quéo. Thế còn cái này là cái gì? Thế đứa chị hình này là hình gì? Này là. Trời, không biết đâu. Tốt à? Mày cười là không phải mà kê. Chị không làm lắm, chị mất cự giải và bảo bình rồi. Tại vì chị bảo bình anh hùng cự giải. Không để con sư tử đấy. À, sư tử hả? Sư tử rống. Wow, sư tử ấy ăn gì đấy chị? Ăn xấu. Nào, bỏ cái khẩu trang vào, xuống giới thiệu cho mọi người biết nào. Chào mọi người. Bỏ khẩu trang ra. Chào tất cả mọi người. Mọi người. Người yêu của Tú Anh á? Làm gì có đâu. Lát cho em ăn với nhá. Em đi lên phòng đây. Còn ghế còn gấm đi. Tụi được ngày chủ nhật đi từ sáng đến giờ mới về. Thì lúc 10 giờ mà. 10 giờ không phải là sáng sai rồi. À, quỳ xuống xin lỗi đi. Đấy, được đó, treo nó. Gần được chưa? Gần rồi. Hôm nay thế thì mình ăn sớm nhở? Anh cùng ăn. Em nấu sớm mà. Tụi này lên tâm à? À không, em lên trung tâm làm nước. Anh khi nào về nhỉ? Gọi nó xem. Đấy, về nhà với đi cả ngày giờ về nhà phát là biết việc là đi quét nhà luôn cả nhà này. Bây giờ không làm gì phải đi quét nhà chủ tội chứ. Ừ. Ôi nhưng mà sáng nay đi mưa tầm mưa tạ luôn. Có khóc không? Em xăm vào tay có khóc không? Không, mà giờ em run mặt em đỏ lên chứ sao cái anh kia bảo sao phải căng thẳng thế nhờ? Chứ em bảo em anh ơi em chưa bao giờ xăm gì nên em sợ đau. Chứ anh bảo không đau đâu tại anh ấy bảo đau một lần rồi thôi. Anh ấy bảo là cái chuyện đau một lần là sẽ có lần thứ hai. À. Là kiểu xăm lần đầu sẽ có lần thứ hai. Đấy, ui trời. Hấp dẫn được, hấp dẫn nhìn đỏ thế nhỉ, nhìn đỏ thế nhỉ. Nhìn ngon chị định bỏ lên lửa đấy nhá. Em bọc tiếp hay là Vân chọn dưa đấy? Em. Ừ. Tao không mà ăn. Thế chọn dưa ngon không chạy rồi. Ông người trước chọn cái dưa mất cười á. Trắng. Nó bị chua chín lắm ấy. Đúng rồi. Cái hạt nó bị sắc bị nó đúng không? Ui. Nó tách béo như nào? Cắt đi em phải cắt đi là được. Cắt bình thường đi. Đấy, cắt phương cắt quốc dân đi cho nó dễ. Không, ở nhà là em hay cắt kiểu khác. Chéo đây nè, cho cầm một cái miếng này thôi nè. Chéo cũng không cần. Thôi, không cần đâu. Nhưng mà con dao này lắm chứ. Đây. Mẹ ơi, con dao này nó giờ phải làm ai vậy cắt hơn. Cắt quả con dao không ấn nổi luôn. Nhà mình con dao kia nó sắc. Cắt. Cái là đổ bên này. Đấy, em cắt thế đi. Để đây em cắt chéo. Thế em cắt cái miếng này ra đi, em cắt chéo đi cho. Cho thẳng lên nhé. Cho cái đuôi này ra. Là chuẩn bị ăn cơm cả nhà nha. Vịt ong sấu đã xong. Hình như Tuấn Anh lên nhà bạn tươi lên trên làm gì mà lâu thế nhỉ? Chắc là phụ của kia rồi. Úi dồi ôi, bị nó lừa. Tưởng là lên làm gì. Chắc lên bắt dọn nhà rồi. Biết đâu lại tối mai có người yêu luôn. Ừ. Cả nhà ơi, sắp đến giờ ăn rồi mà Tuấn Anh vừa lên trên phòng bạn của tôi. Cũng tòa này ở trên tầng 8. Mới thuê. Đấy, nghe gái rủ lên nhà phát là phi lên luôn. Quên hết giờ ăn ăn luôn bây giờ. Đến giờ ăn rồi bây giờ Hùng với tôi sẽ lên gọi xem làm cái gì mà. Gọi điện thoại cho bạn tôi không nghe máy. Đây, à. Mấy làm gì mà không nhớ được cơm về hả? Ôi trời ơi, mệt quá.
Làm gì mà mày? Đi lên trên đấy bê đồ. Đấy thấy cho nhục thấy gái. Bảo là lên lên trên nhà em đi. Cái thường là ngon bảo nó cũng bảo lên đi. Thế thì mẹ hèn ra là lên bị lợi dụng. Nga đến giờ ăn không biết nữa, hôm sau là cho nhịn nói nhá. Ơ, à, anh Hùng. Ơi. Sao? Cái gì? Cái gì đấy? Ờ, đây. Cái gì? Điện thoại. Điện thoại. À, điện thoại em đâu? Ai biết? Đây, đúng rồi. Điện thoại em à? Ừ, điện thoại em thì ra. Kiểu hâm mộ quá, ôi ôi, hâm mộ quá thôi, cuồng rồi. Kiểu này nghe yêu biết được lại ghen. Ghen, ôi ôi. Mấy ơi, tươi nó để mà đi nhìn vào quả em hay nhanh vậy à? Này, anh không để. Ôi giời ơi, đấy nha, My nha. Đấy, cẩn thận đấy. Trong em ôm của em đẩy anh của anh ra, hôm em mở ra giật mình luôn. Nhưng mà tại sao em lại, Hồng Anh. Tôi nó vừa à, lấy hình anh làm hình lên của mình này. Này, ốc của anh Hùng giống điện. Ừ, đúng nhở? Mua ốc, kiểu ốc đôi ý. Đâu? Điện thoại của nó mà nó để mà hình nền của anh. Không để. Để nó để anh làm sao biết. Anh không để. Bạn có tin mình không? Không, tự nhiên lại để lấy ảnh anh làm hình nền. Một bạn nhập vào thấu đi. Điện thoại anh mà nó tươi nó lấy ảnh của anh. Anh để điều. Đấy, màn hình trong cũng rồi, anh ấy nữa luôn. Ờ thì là tươi nó ngấm nó ngưỡng mộ anh, nó để lên nền. Anh không để mà là. Ừ, giờ anh Nhung để nó cho anh Nhung để mặt thấu. Bạn tên này nghe tên anh Hùng. Nói đi. Anh làm gì biết mặt thấu à, như này không được rồi. Có kiểu người yêu ghen đấy nha, chị My thì không sao mà người yêu ghen đấy. Làm gì ngưỡng mộ đến nỗi này, để cá màn hình nền như này cũng giờ cả nhà hết bây giờ này. Xấu hổ quá, xấu hổ quá đi mất. Xấu hổ, em cứ ngại. Ngại. Đây, đây rồi, chậm xong nhá. Đấy, cả nhà đây nhìn đã xong rồi này, vịt ôm sấu nha. Nhìn nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nhìn leo, đấy canh. Rau củ ai? Chờ luộc rau củ quả nữa là xong rồi nhà. Mắm kho quẹt. Bay mới lên. À mắm kho quẹt, cái này mắm kho quẹt này. Đây vịt ốc sấu đây cả nhà nha. Tại vì đèn hồng hơi tối cho nên phải dùng điện thoại giỏi. À rất là hấp dẫn luôn. Đây là mắm kho quẹt cả nhà này. Sao? Đi lên hí ha hí hởn anh ngờ ngờ bị lợi dụng bê đồ gì à? Không. Nhìn cái mặt bơ của ta. Bê mấy chị ý. Bê mấy chị ấy đi rồi. Cái bê mấy chị ấy. Mời cả nhà ăn cơm. Mời quý vị ăn cơm nha. Quý vị ăn cơm. Là thử món nào kho quẹt đi. Cái này là cái súp lơ. Súp lơ đúng không? Tươi bao giờ ăn kho quẹt này chưa? Em chưa, lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên nấu cho cả nhà mình ăn mà. Ngon nhỉ. Ngọt ngào không? Ăn cái này gầy cái người ra. Cái mỡ này ngon này, ngon lắm mà nhạ. Béo sẵn rồi, béo thêm tí nữa. Nhạ mới. Ăn không nào anh? Thì mình nay vợ chồng mình sẽ ăn. Ngon không anh? Ngon. Ngon. Có rất là nhiều video quý vị và các bạn bảo là sao có bạn con cao ấy, bạn ít nói ấy. Thực sự là Hồng Anh bị cái bệnh cho nên là nói rất là yếu, nói khó nói ấy, mà nó, cho nên là bạn ấy ít nói, không nói. Đấy. Còn là có một số comment bảo là không thấy bạn có cao nấu ăn. À thực sự thì bạn Hồng Anh đi làm về hơi muộn cả nhà. Cho nên không sao cả. Với lại là đợt này trên trung tâm đang có dự án hỗ trợ làm nước để gửi cho tiếp sức cho các
bác sĩ làm đi chuẩn bị dịch cái chống dịch ở Bắc Ninh với Bắc Giang ấy, nên là trung tâm làm một ngày làm 300 đến 500 chai nước như vậy. Thì Hồng Anh ở trên trung tâm thì Hồng Anh phụ hỗ trợ mọi người thôi, cho nên về hơi muộn. Nước vịt này ai chặt rồi? Anh chặt. Ừ. Về vừa rồi là đợt này chặt chặt dịch, chặt vịt hay vịt siêu rồi nhỉ? Anh chặt hả? Ừ. Anh chặt nữa. Hả? Một mình anh chặt. Nghe điêu điêu ấy. Hỏi cái mê đi. Em nghĩ là tấn anh chặt. À, không, à. Cũng ăn ngủ. Siêu ấy nhỉ? Thôi vịt này to vịt trước nha. Em ngủ đâu? Em nhắm mắt thôi chứ. Em nhắm mắt thôi chứ em ngủ đâu? Nhưng mà em đều không thấy cổ ấy. Cổ á? Có mà. Ăn đây này. Ăn không phải được không đẹp? Để em ăn thử nào. Ê, đẹp bảo thích vịt ông sáu, ăn vịt ông sáu đi. Đây, đang ăn này. Có vừa ăn không? Ngon. Thôi, con anh lần đầu tiên ăn món này này. Ngon nhỉ? Ngon đấy. Hôm nay tối nhỉ? Trời ơi. Nguy tín đấy. Mắt tôi chết mà. Quý tí đấy. Mắt chết. Sao? Ừ. Ơi, bạn sao ăn kém này mới thêm nhiều món. Ừ. Đúng. Hôm nay Tiệp Vân bảo nấu ăn cho hai vợ chồng Trao ăn với. Lúc đầu là định làm lẩu mà bảo ngay thôi. Làm lẩu từ mai mấy đứa không đem cơm đi được. Nó bảo nấu cơm. Em cho bọn em sang bọn em ăn. Để bơi. Để bơi. Để bơi. Để bơi. Để bơi. Để dễ mà. Cái này em cũng học trên YouTube mà. Người muốn béo không? Lấy chồng đi khóc béo. Ừ. Lấy chồng khóc béo kìa. Đấy nhưng mà em cứ bảo thế có người lấy chồng bao nhiêu năm tay không? Không béo rồi. Người như con mắm ấy. Tại sao ấy? Tại vì anh không nấu cơm cho chị. Ừ, anh vẫn nấu mà. Như nhà em đầu bếp chính. Em không phải làm, thế nên là em chỉ được ăn thôi. Thế này hai mình kéo vợ chồng này mà quá. Mình chỉ ngồi chơi thôi, cho Tiệp nó nấu để xem nó nấu như nào. Mình chưa được ăn cơm nó nấu. Hôm nào mình sang bên đó. Được rồi, sang bên đó. Nó nấu cho vợ nó, chẳng lẽ không nấu cho mình. Được, cần xô nhá. Ừ, được. Chị chép bằng nửa đây thôi. Đặt này một xấu cho nên ăn thịt không xấu quá. Em vẫn khoái thịt không xấu. Ngon. Em thích món này. Ngon rồi. Cái món này hôm nào không cần chấm hồ quả anh cũng thích ăn nha. Ăn món cái này với cơm ngon. Hôm nào ấy lười lười em làm này à. Làm nhiều nhiều sau này bỏ trong hũ ăn dần được. Đúng rồi, sao kiểu chỉ hấp vào nồi cơm thôi. Ngon lắm. Mình phải làm. Ăn nhiều nước bớt vào cơm rồi. Mỡ nhiều nhiều. Giọng mấy cụ ngại lắm. Quá chú khác. Người khi nào cũng thích ăn cổ. Bên này là cánh, bên này là cổ. Bên này là pháp câu. Bên nào? Bên này. Bên em là thịt. Thường là cuối tuần nào cũng thế, toàn là qua chơi. Chỗ hôm nay là vợ chồng Tiệp Vân qua ăn buổi tối là mà hôm là tầm 8 giờ đêm mới đến. Đến ngồi chơi. Đến 10 giờ mày hơn, 10 giờ hơn như vậy. 10 giờ hơn rồi. Cho ra cả nhà con nữa. Cứ buồn chân muốn đi chơi. Ở nhà mãi chán. À, cả nhà như thế thì Hùng sẽ xin kết thúc video này ở đây nhá. Và cả nhà thấy hay thì cho Hùng vợ chồng một like, một chia sẻ cũng như là đăng ký nhá. Bây giờ bye bye. Bye bye. Quay một lượt bye bye đi. Bye bye. Mày bảo quay chưa?